Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Thị Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Minh sang đến quay các anh cưa cây trăm. Thì trước mắt mình cây trăm cũng khá to, nhánh âm tùm. Bên ngoài là cái đường đan xe chạy. Cây trăm này cũng khá cao. Xin mời cả nhà cùng theo dõi các anh sẽ cưa cây trăm này như thế nào nha. Rồi rồi đấy. Dạ, đang quay đây nha. Bên ngoài các nhà thấy có cái đường đan. Thì cái trăm này trước cửa nhà nó sợ nhiều khi có gió nó sẽ gãy phần đọt qua bên phía bên đây. Oh.
chạy qua rồi bắt đầu tiếp tục. Chưa lắm này chủ nhà làm công việc gì á, chưa lấy nguyên thân cây luôn. Ah.
Anh Minh và anh Sang cũng hoàn thành xong cái trăm cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà những video mới tiếp theo.